Chào các bạn, lâu quá không đi bãi tròn, cái hôm nay đi bãi tròn lại nè. Đây là cái dạt mà luôn luôn có nha, người ta hay trồng rẫy lắm mà sau đợt này ta lại bỏ quan rồi, hôm tháng đánh tròn thế này người ta còn bỏ quan các bạn, cỏ lên nhiều rồi. Lâu lâu đi lại bắt cái dính con, sợ sảy nên bắt liền, không có quay. Dính con cái, không biết có con được ở đây không, mặc rồi cũng dính. Lâu lâu đi bắt một con rồi đó, lâu lâu bắt tròn cũng hay bị nó phạt cho một cái hai dấu răng đổ hai dụng máu bỏ tài. Chỗ này nãy chút kia văng lưới ở gần chỗ nhà mình, dịch mà không có đi đâu xa được, vòng ra vườn rồi về. Đang còn bảy tiếp rồi còn con nào không đó. Cái túi lưới đặt rồi bảy cái nó cắn tôi ra, đặt này mình cột lại đây, không có thả cho nó trong túi lưới này không nữa. Đặt rồi nó cắn móc chui ra dưới lỗ dưới đất này, chỗ này nè, chỗ rách này nè, cắn lỗ chui tọt móc luôn. Đó, được con rồi ha, để coi chút xíu có bãi nào ngon ngon quay coi chơi. Trời, chỗ này khó bẫy lắm, chắc hết rồi quá, mới quay cái lò hơn khác. Chú văng lưới đây nãy thấy cũng dính cu ro ro, nó ra không thăm mà không vô rồi. Chỗ này mình bẫy không biết dính bao nhiêu con tròn mà nói nữa. Hai con có, lần dính ba con có. Bãi vậy chứ tròn ghê thiệt. Vòng vòng vào thanh long nha các bạn. Có một cái gò, hai ba cái gò gì tụm tụm giữa thôi đó. Con này chắc chừng 7-8 lạng à. À, nói chuyện không dám nói lớn các bạn ơi, nói lớn là nó nghe đó. Mấy lần quay mà nó cái mình tới mình dính con rồi cái mình nói ngay đó, cái là bắt đầu con kia nó nghe, nó không dám vô, mình phải đi xa xa xíu. Chắc hết rồi quá, có mình nó thôi chứ mà không lẽ mình nó chịu ở, chắc có chồng con chứ. Mà chắc mấy con kia không ở gần, đi ăn xa lắm. Đi tiếp, để đi tiếp mấy cái bãi mà có ông bạn uống nước trà chung chỉ. Ngoài đây một xíu coi có không, chứ đi mấy cái bãi cũ trước giờ và coi còn cỏ đồ như vậy không quýt. Người ta dọn dẹp trồng rẫy rồi rồi thôi, bó tay chắc hết rồi. Nghe kia ghê không, chỗ này mình bẫy bằng cái lần bẫy chuột sảy hoài à. Mình lại đây thì mình coi mấy cái còn mấy cái dấu vết đồ cũ của nó môi á các bạn, cái dấu phân mới bẫy thôi chứ cũng không có có bẹo nha, chúng mình không có chỗ bẫy bẫy nhiều. Lại mà coi dấu đó chuột môi, môi mà nó bắt cua đó thì các bạn bẫy ha. Môi bắt cua thì hay môi dưới mấy cái đường rỗng dưới đây ha. Hết rồi, chắc có nhiều đó thôi. Có một con này thôi, thôi bây giờ đi chỗ khác. Nãy dính ngay đây nè, dính nó quần láng. Rồi, không có dính rồi, con tắt để đi chỗ khác. Có một con nè, dữ quá, quặp cho cái. Quay ở đây nè các bạn, bắt đầu bấm máy nè, chưa mở nè, mở coi. Nó còn hồ rồi. Còn nó rủ mình đó rồi. Nó lúng động lên kìa các bạn ơi. Rát rồi.
chắc nó đi rồi quá. Mình nói chuyện chắc nó đi rồi quá. Bị sảy rồi, nó chạy đây nè. Bị tuột thòng ống dính. Nó lọc lên nó thấy mình đi rồi quá. Chút dính quay các bạn ơi, không được rồi. Thất bại rồi các bạn ơi. 7 lo quay phim, đứng dậy quay phim thấy nó giật cũng dính, ai ngờ đâu nó không dính. Rồi nó vòng qua đây, nó đứng nó dòm thấy mình rồi nó đi mất rồi. Khu này dấu chân rồi nè, mình chậm ở dưới đường nước ha. Dấu chân chuột tròn còn nát luôn ở đây nè, mê lắm mà. Thất bại rồi. Thôi, dọn đi bãi khác. Dở quá, không được hai con cũng đỡ rồi. Một con một. Rồi mấy cái đường mương mình cắm ở dưới đường mương không à. Chạy tới rồi cái mình thấy nó giật ở đây, tưởng đâu có dính, ai ngờ lại đây sảy thọng đây nè. Dấu chân đổ đi nè, ở trên đây cỏ không ha, trên đường đây cỏ không vậy mà nó vừa nó kiếm. Thấy dấu chân dưới mương, mình dính dưới mương không. Thất bại. Thôi, coi như nó sống. Mưa còn nước ha, chờ nữa tới tháng nắng mà mưa khô khô nước thì quay lại dính bê ha. Chết cá, chết tép rồi, lồi lên hết nhưng mà còn đồ ăn. Nói chuyện đã không dám nói rồi. Mình nó thấy mình để đi tuốt. Lú đầu lên ngay đây à. Nãy mình đứng đằng đó ha, kế bên. Thấy nó giật bên đó, thấy nó ruồng qua đây, tưởng đâu nó ruồng đây là dính thòng, ai ngờ ruồng ở trên. Dấu chân của nó đi dưới đây nè, các bạn thấy không? Như dấu chân mèo vậy đó. Khác dấu chân chuột ha. Dấu chân chuột thì chỉ có khí không, không có bàn thịt, còn dấu chân của nó thì có bàn thịt nha các bạn. Chậm quá. Cái này mà quan cạm lại quất chừng bữa một dính. Con đó cũng bự bự. Thôi đi kiếm bãi khác đây. Gì đâu không. Ê, vậy rồi các bạn ơi. Có thu luôn. Ý là bãi gần gần nhà đó. Mà cấp này trời mau tối quá. Bà già đó. Đang bảy cái có điện thoại tới với cái nó đứng vậy nó thấy mình rồi làm bóng dính luôn. Trời ơi, con mở ra cân phải coi được nhiêu nha các bạn. Bởi vậy trộm chỗ mình nó nhát người dữ lắm. Đi bảy phải im chứ nghe tiếng động là bắt đầu nó. Dĩa vô thầy. Chỗ này cọt rồi các bạn ơi. Trước thì không có cọt. Rồi nó cắn lưới nó chui chạy cũng bất quả vậy. Cấp này phải bó lại dài về đổ ra nè. Nó nghe tiếng người cái là trốn mất tiêu à. Độc lắm. Tròn của mình như nó nhát người lắm. Bảy phải im. Nghe tiếng là mình cũng bị mấy lần rồi. Nó đang bảy mà nghe điện thoại đồ tới đổ chuông tẳng tẳng. Cái nó cũng đứng dậy nó giáo giác nó dòm à. Nó dòm mà nó thấy mình cái là bắt đầu nó đi. Không ấy nó mò mò lại nó dòm kỹ hơn là nó đi đó. Nó không tròn nó quạng ra. Cần coi được mấy lạng ha. Bị lớn đó, chồng cái nè. Ghê. Phải hai con cũng đỡ con này. Đẹp hết. Ôi. Lại bị tớp một cái nữa chứ. Ôi xì. Cần coi. Làm yêu nha mày. Chỉ. Trời ơi, con tròn có 600 gram các bạn thấy không. Mãn chưa. Cột vậy mình cột vậy nó cũng hay chết quá nên mình cũng ít cột. Đó, 600 gram à. Thôi, chào các bạn nhé. Mai mốt đi bảy thì chắc kinh nghiệm lại. Không được nói chuyện. Này nọ.